Mời mọi người ăn sáng nha. Vừa mua nóng hổi luôn. Con ăn đi. Bánh dẻo mềm luôn. Ngon lắm. Mẹ ơi, Ơi ăn sao ra cho mẹ nuôi cho con nhé. À con tự ăn này. Lập nhân chưa? Ngày xưa quán này bán có 1.000 một cái, bây giờ nâng giá là 1.600. Ngon. Ăn đi con. Mẹ đưa con miếng nhé. Hay con ăn đi, không ăn là mẹ cho uống thuốc ấy. Ừ, thế con ăn đi. Bỏ vậy một cái gối đông không cao quá. Sáng em ăn cái gì ấy? Bánh mì ở đâu? Ra. Mua về ăn không? Mai kiếm cái bánh mì ngon này, bánh mì ngon này. Đấy, thế là mẹ mới đưa cho bỏ đi cắn miếng rồi. Nhưng mẹ muốn thấy mì thì ớt rồi. Rồi bị ông Thế ví dụ con Minh Anh nó mà mua tteokbokki thì làm sao ăn được? đi chơi trứng ớt chị Hả? tao bỏ cả trứng ớt Hàn Quốc Tương ớt nào mà chả cay? nhưng mà em ăn trứng ớt thấy nó cứ ngọt khi ra ra miệng nó đang nhâm mà nó bị ra gần cái phần đầu của chị à nó ngọt tăng lắm cắn nồm e răng đi em cắn một cái em thấy nó ngọt và cái phần răng em cắn lần thứ hai lại bị đau răng Ăn đi mi. mà không sao em lại ăn cái món mẹ em ăn cái gì trứng ớt trứng chuối sáng nay không cay mà nó không đau răng mà trứng ớt đấy lại em ngọt đau răng chứng tỏ chúng tôi đến rất là nhiều hoa mà rất là nhiều hoa đường Ngon. hôm nay em mua cái kia ra kìa Nó mua mà không biết đã mua chưa.